Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube miền Bắc Kiên Giang nha. Hôm nay mình quay chiếc AX120 các bạn, đang múc đất ở gạch chanh mình nha. Này cần dài, cần này chắc khoảng 16m các bạn ơi, cần này cục 14-16m hả. Đây chiếc phà nó phập phiều các bạn. Gạo này chắc bám tắc quá. Có cái loại gạo tới 1m nè. Gạo mua dịch này muốn đất có chất lượng các bạn. Không có bị nước. Hitachi AX120 nhập khi cái nghề này giờ cũng gặp khó khăn các bạn, tại vì có những cái cống ngăn mặn đó thì đi bơi tới bơi lui trong kinh thì cũng khó khăn. Lúc trước thì chưa có cống ngăn thì bơi đi đâu cũng dễ các bạn, bây giờ mấy cống ngăn mặn này cho nên là đầu nào cũng có cái đập giả chiến hết vậy. Này là nghề gấp đất lẻ miền Tây, cứ gào như là 10.000 đó các bạn. Buông gạo sáng cận vậy ha, chặt phập phiều. Nó canh trên vợ anh chị kiều chị kiều để cặp cục dừa, anh ghi sổ đó các bạn.
quá đẹp. Quay đẹp nè các bạn, chặt là để xuống cái là nhóm lên cái bắt đầu chặt nổi lên nó phật xuống không. Trong á